Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8. Và hôm nay chương trình Tôi yêu chợ Việt đang có mặt tại chợ trung tâm Đại Từ. Và đứng cạnh Quang Thắng lúc này là anh Tuấn, ban quản lý chợ. Bây giờ thì Tuấn sẽ đưa Quang Thắng đi vào trong chợ để chào bà con và tham quan chợ luôn, xem ở chợ Đại Từ có những cái gì, mặt hàng gì và có những cái điều gì đặc sắc. Xin mời quý vị và bà con. Chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng ta đang đi vào các gian hàng trong khu đình chợ tại chợ trung tâm Đại Từ. Thì trong khu đình chợ này thì bao gồm các mặt hàng như là giày dép, quần áo, đồ chơi, đồ trang sức và các mặt hàng dụng cụ gia đình, phục vụ cho tất cả mọi gia đình. Và xin mời chúng ta cùng tham quan. Đi suốt dọc từ ngoài cửa đi vào thì thấy là rất là nhiều quần áo thời trang, nói chung là rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Quang Thắng thấy ở đây là rất là ngăn nắp, rất là quy củ. Tại sao ban quản lý chợ làm được cái điều này? Thực ra là tất cả mọi người dân ở đây, các hộ kinh doanh ở đây cũng rất là nghiêm túc thực hiện với những cái nội quy mà chợ đã phổ biến cho tất cả mọi người trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nên là mọi người cũng rất là ý thức và ngăn nắp trong hàng ngày bày bán hàng. Nếu mà nói đến Thái Nguyên thì chúng ta phải nghĩ ngay đến ở Thái Nguyên có đặc sản là đó là trà. Đấy, người ta đã ví là trà của Thái Nguyên là ngon nhất và con gái của Tuyên Quang là đẹp nhất. Và tiếp tục ta đi tham quan tiếp tục chợ nhé. Chào em, hàng ngày thì em bán những cái loại củ quả gì? Em thì thường bán rau củ quả với các loại đấy ạ. Cái đặc biệt là có cái sản vật gì của địa phương? Thường thường là chám và các thứ thì em hay bán. Có những quả chám. Quả chám này rất là hiếm nơi bán. Chám này để kho cá rất ngon và kho thịt cũng rất ngon. Đấy. Chúc em bán đắt hàng nhá. Và bây giờ thì mời chương trình sẽ đi ra ngoài cổng chợ để chúng ta tiếp tục với chương trình Tôi yêu chợ Việt. Nào xin mời. Ở ngoài trông đẹp trai này. Ở ngoài đẹp trai. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhãn hàng tài trợ chính của chương trình. Nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. Nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và các nhà tài trợ phụ đã đồng hành cùng chúng tôi. Mì sợi thượng hạng John John thuộc công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ bột mì. Công ty găng tay cao su Hợp Thành. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai đội chơi bước vào sân khấu. Xin mời cả hai đội. Tôi xin mời đội xanh giới thiệu về đội của mình. Xin mời. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hà, tôi bán hàng đồ chơi ở chợ trung tâm Đại Từ. Tôi tên là Ngân, bán hàng hoa giả tại chợ trung tâm Đại Từ. Tôi tên là Nguyệt, tôi sửa chữa quần áo ở chợ trung tâm Đại Từ. Tôi tên là Lan, tôi bán hàng bạc tại cổng chợ Đại Từ. Tôi tên là Cường, nhân viên chợ trung tâm Đại Từ. Chúng tôi là đội Thỏ Non, xin kính chào khán giả. Chúng tôi là một gia đình, chơi hết mình, cố lên. Chơi hết mình. Tiếp theo xin mời đội đỏ. Tôi Thúy Điệp, tôi hiện kinh doanh mặt hàng quần áo trẻ con tại chợ trung tâm Đại Từ ạ. Tôi tên là Phương, tôi bán hoa giả ở chợ Đại Từ. Tôi tên là Huệ, tôi bán quần áo ở chợ Đại Từ. Tôi tên là Giang, bán hàng hoa quả ở chợ Đại Từ. Dạ vâng ạ, Hồng Duyên xin kính chào tất cả các quý vị khán giả. Hiện Hồng Duyên đang kinh doanh thời trang nữ ở chợ Đại Từ ạ. Đến với hội kinh ngày hôm nay thì chúng tôi mang theo tên gọi là đội cáo già. Cáo già đấu với đội Thỏ Non hay đấy. Và bây giờ hai đội đã sẵn sàng thì Quang Thắng xin giới thiệu tổ trọng tài của chúng tôi ngày hôm nay.
trân trọng giới thiệu anh Đinh Thành Phúc, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn mít cô hương xưa và mì sợi thượng hạng giòn giòn. Anh Giáp Văn Tỉnh, đại diện nhãn hàng Cholamic Food. Anh Ngọ Văn Hưng, đại diện cho nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Anh Nguyễn Hải Nam, đại diện nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Anh Nguyễn Văn Tuấn, đại diện ban quản lý chợ Đại Từ. Và bây giờ mời hai đội bước vào game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Đến với game 1 của chương trình, hai người hướng dẫn phải hướng dẫn cho đội của mình chui qua gầm thang, bước qua vòng trụ và xoay đủ 4 vòng vòng trụ. Hai người hướng dẫn sẽ hướng dẫn đội của mình sẽ dùng mông ngồi lên quả bóng để làm sao bóng vỡ. Đội đỏ sẽ ngồi lên quả bóng đỏ, đội xanh ngồi lên quả bóng xanh. Và bây giờ, game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt bắt đầu. Đội đỏ không được tính điểm. Những cánh tay của tất cả quý vị khán giả đâu, vỗ tay thật to lên để ủng hộ cho hai đội. Hết giờ. Vừa rồi thì tôi thấy có một bạn làm đổ bóng rất là khó khăn. Bạn ngồi cả người lên rồi mà quả bóng nó không nổ vì bạn nó nhẹ cân quá. Hai hoặc là từ lần sau bạn chơi cái trò này bạn phải thủ một cái kim ở đằng sau. Quang Thắng chúc bạn là về phải tẩm bổ thật nhiều rồi nhé. Đủ cân đủ lạng nhé. Và bây giờ chúng tôi xin mời tổ trọng tài tổng kết số điểm của hai đội. Đội xanh được 7 điểm, đội đỏ là được 6 điểm. Xin chúc mừng đội xanh đã được 7 điểm. Sau đây tôi xin kính mời nhãn hàng bột trộn sẵn mít cô hương xưa lên trao quà cho đội thắng game 1 vừa rồi. Xin mời. Cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn mít cô hương xưa. Xin mời ban giám khảo chọn ra một khán giả vỗ tay to nhất trong game 1 vừa rồi. Thay mặt tổ trọng tài, tôi xin chọn bạn đấy, áo đen đấy ạ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn. Chiết xuất từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholinet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình.
nước tương Cholimet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Hương xưa như ý cho ta bột chiên giòn thiệt ngon, em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn ngon ngon. Bột chiên giòn Hương xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Game 2 của chương trình, vòng 1 của chúng tôi là mổ bong bóng. Người chơi di chuyển vào khu vực có 2 sàn bong bóng, dùng mũ ở trên đầu mổ hết bong bóng ở trên sào. Sau đó đội nào mổ được nhiều bong bóng, đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1. Đấy. Còi đâu? 3, 2, 1. Nào, tất cả quý vị khán giả vỗ tay thật to, vỗ tay thật to. Mời hai đội lên đây để xem đội của mình. Em cứ vội vội vàng vàng, em cứ hấp ta hấp tấp, cho nên là rơi cả mỏ chim. Rơi cả mỏ chim. Cái mỏ chim nó trông thế này thôi nhưng nó rất quan trọng. Nó phải có mỏ thì nó mới mổ được quả bóng nó nổ, đúng không? Thế mà em rơi mỏ thì làm sao em mổ được quả bóng nó nổ? Do cái mỏ nó lỏng, đầu em bé quá. Đầu em bé mà mỏ lại lỏng. Rồi, ở vòng 2 chúng ta còn chơi nữa. Cho nên là em cố gắng nữa lên nhá. Một lần nữa, chúc mừng đội đỏ. Vòng 2 của game 2 có tên gọi là ăn trái cây. Người chơi di chuyển đến vị trí có gắn lá cờ của chương trình. Tại đây có 2 đĩa trái cây. Đội nào ăn xong hết và về lại sân khấu càng nhanh thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Vòng 2 của game 2 xin phép được bắt. Chưa mới bắt. Bắt đâu? Quý vị khán giả vỗ tay thật to cổ vũ cho cả hai đội đi. Há nuốt rồi đúng không? Đội đỏ há miệng, tôi kiểm tra. Đội đỏ vẫn còn cam ở trong miệng nhá. Đội xanh hoàn thành rất là xuất sắc. Tôi thấy rằng là nhai mà cam nó tuét ra ở miệng này. Và nuốt lấy nuốt để, xong rồi nuốt nhanh để chạy về đây. Đấy. Rất là cố gắng. Vòng đầu tiên thì đội đỏ giành chiến thắng. Vòng thứ hai thì đội xanh giành chiến thắng. Vậy là game 2, 2 đội 1 đều. Vòng thứ 3 của game thứ 2, xin mời hai đội chú ý. Phần này có tên gọi là ai nặng cân hơn. Trong số các tiểu thương và khán giả có mặt ở sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay, đội chơi hãy tìm người nặng cân nhất, khiêng hoặc cõng người đó về sân khấu. Đội nào về đây mà có số cân nặng hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Game 3 của vòng 2 bắt đầu.
Tại sao không bế luôn ông quay phim? Thôi, tôi sợ lắm thôi. Bế bài luôn. Bế luôn ông quay phim vào đây. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Còn đội xanh của chúng ta đâu nhỉ? Xin mời đội xanh bước lên trước. 81 cân. Vừa rồi bạn nói là bạn bao nhiêu cân nhỉ? 90 cân. 90 cân. Đỏ là khiêng về rất nhanh. Một người mà nặng là 91 cân. Và đội xanh thì khênh về một người nặng 81 cân. Rồi, cảm ơn. Một lần nữa, chúc mừng đội đỏ. Xin mời lên sân khấu nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt sẽ lên trao quà cho đội đỏ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt găng tay cao su Hợp Thành sẽ lên chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất trong game 2 vừa rồi. Đại diện cho tổ trọng tài, tôi xin chọn cô mặc áo đỏ. Hay quá. Cháu chào cô. Thưa các bạn thông cảm, tôi răng nó rụng hết rồi. Hôm nay tôi là Vân Hồng Nguyên, tức là Nguyễn Thị Hồng Vân. Top 10 chỉ số EQ của thế giới và đứng thứ nhất trong top 10. Cô có trong đội võ thuật ở chợ không ạ? Cô vừa ấy sắn tay áo lên để khoe chuột. Đấy. Nhưng mà vừa rồi sáng cô ăn ít quá cho nên chuột lặn đâu mất hả? Vâng. À vâng. Thế cháu muốn hỏi là răng của cô là tự dụng hay là đánh võ nó dụng? Răng ơi, chẳng muốn ở với tôi, răng đi hết cả, còn lỡ chờ đây rồi. Và quý vị khán giả đang vỗ tay rất to để ủng hộ cô. Và bây giờ cô có thể múa một bài quyền ở đây được ạ. Rồi, cảm ơn âm nhạc, cháu cảm ơn cô Vân. Cháu đi rất là nhiều chợ rồi nhưng mà chưa thấy có một người khán giả nào mà cổ vũ nhiệt tình như cô. Một lần nữa cảm ơn cô Vân rất nhiều. Xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Chào mừng quý vị bà con đến với phần chơi của chính quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và bốn người chơi này có nhiệm vụ phải ăn hết quả táo. Hai người nào ăn hết nhanh nhất thì hai người đó sẽ giành chiến thắng. Và chúng ta đã sẵn sàng chưa? Nhanh lên, cắn nhanh lên, nhai nhanh lên. Không thì người bên cạnh thắng mất kìa. Quý khán giả vỗ tay to lên, lát nữa sẽ có quà. Rồi, mời chị áo trắng đứng lên đằng trước. Nhanh lên. Hai người xin thua, xin mời hai người về chỗ. Em thấy phần chơi này có khó không? Khó nhưng cũng vui. Chúc mừng hai bạn. Xin mời ban quản lý chợ lên trao quà. Một lần nữa xin cảm ơn anh Tuấn, ban quản lý chợ. Cảm ơn hai vị khán giả. Mềm mại, dễ
dịu dàng, êm ái, chống trơn trượt, không bị ẩm ướt từ bên trong. Găng tay cao su hợp thành được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại với 100% cao su thiên nhiên latex cùng công nghệ được xử lý không bột, chống lão hóa, chống dị ứng, không mẫn cảm đối với da tay. Găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn. Với vòng 1 của game thứ 3 này thì hai đội chơi cử cho tôi hai người bước lên đằng trước, cụ đứng tại chỗ quay 4 vòng, sau đó đến rổ bóng bàn, nhặt những quả bóng bàn và đứng lên vạch đích, tung vào trong những cái ly nước như thế kia. Quả bóng bàn nào mà được đọng lại ở trong ly nước thì đội đó sẽ được lấy một phần hoa quả về bày lên trên kệ của mình. Sau đấy thì chúng tôi sẽ nói tiếp game phần thứ 2 của game 3. Phần thứ 3 của game 3 là gì? Bắt đầu! Quý vị khán giả ơi, vỗ tay thật to, hay quá, đội đỏ rất giỏi. Một phần quà, một phần, lấy về. Nào về thì mình mới được lên. Rồi, tiếp theo, lên. Và hiện nay tôi thấy là đội đỏ đã có 2 quả bóng bàn ở trong ly nước rồi. Tiếp theo. Rồi, chúc mừng. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Ôi, rồi. Đội đỏ có vẻ dài tay hết. Mới có 2, đội xanh đã rất ăn gian. Rồi, chúc mừng đội xanh. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Có 5 quả, tức là có 5 sản phẩm ở trên sân khấu. Và đội đỏ của chúng ta có 6 quả bóng ở trong cốc nước. Vậy là chúng ta có 6 sản phẩm bày trên kệ. Và bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để giao hàng. Đội nào giao hàng hay nhất thì tổ trọng tài sẽ tặng cho đội giao hàng đó thêm 20.000. 1 phút bắt đầu. Hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây có đồ rau muống với bát canh mùa hè cho thêm quả sấu và rất là ngon luôn ạ. Và đây chúng tôi có cả cà rốt chúng ta cũng làm rất là nhiều món, rồi là xay nước ép, uống rất là tốt và đẹp da, bổ máu. Chúng ta mix luôn được với quả lê luôn cả nhà nhá. Với quả bí thì chúng ta cũng rất làm rất nhiều món, từ xào hết giờ. Cảm ơn đội đỏ rất nhiều. Bây giờ đến phần giao hàng của đội xanh. 1 phút dành cho đội xanh, bắt đầu. Dạ, ai mua rau nào, ai mau anh mua rau củ quả đi tôi bán cho nào. Rau này của em xuất phát từ đại từ quê hương chúng tôi, đó là rau sạch, có chất dinh dưỡng rất là nhiều, bồi bổ cho cơ thể. Còn đây là cà rốt và dưa chuột, sẽ làm đẹp cho phụ nữ chúng mình. Hết giờ, vâng, cảm ơn đội xanh. Tổ trọng tài thấy rằng hai đội của chúng ta vừa rồi, đội nào giao hàng hay hơn? Đại diện cho tổ trọng tài, tôi xin chọn đội màu xanh. Màu xanh, vâng. Như vậy là đội màu xanh được cộng thêm 20.000 từ tổ trọng tài. Và bây giờ thì chúng ta có sản phẩm ở trên kệ rồi. Chúng ta chỉ được bán với giá tiền bằng với giá mà in ở trên sản phẩm, hoặc là bán gấp đôi. 1 phút dành cho đội xanh bán hàng, bắt đầu. Cầm mic bán hàng đi, cầm mic nói. Anh ơi, em bán cho anh 50.000 thôi, anh ơi ủng hộ em đi. Anh ơi, chọc tay không được mua. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao vợ. Xin lỗi được chưa? Và không được bán gấp 3, gấp 4 lần, chỉ được bán gấp đôi thôi. Cảm
cảm ơn đội xanh. Và bây giờ đến lượt đội đỏ bán hàng, bắt đầu. Cầm mic bán hàng. Này chị, tôi đủ xem bà 10.000 này. Rồi, đội đỏ đã xong. Và bây giờ tôi xin tổng kết số tiền của hai đội đã bán hàng được trong 1 phút vừa rồi. Tôi xin đếm của đội đỏ trước. 10.000 nè. 20.000. 70.000 là số tiền thu được của đội đỏ. Và bây giờ của đội xanh. Ủa, không nhiều này. Đội xanh nói là ở đây có anh nào anh ấy rất thương các chị đội xanh, đưa cả túi tiền của nhà ra mua rồi đây này. Ok, quá khốn. Do bên em là bán hàng khéo nên là các anh trai đẹp đã bo cho chúng em, cổ vũ cho chúng em. Đây là bo chứ chúng em cũng không xin ạ. Quý vị khán giả thấy thế nào? Bây giờ xin mời hai vị khán giả đại diện của hai bên bước vào đây. Tôi phỏng vấn anh trước, anh thấy có hợp lệ hay không? Theo tiêu chí của ban tổ chức đưa ra từ lúc đầu thì tôi là cảm thấy không hợp lệ, bởi vì là bán hàng với mức giá vượt cái mức quy định. Còn ý kiến của chị áo cam là thế nào? Thực ra ý kiến của em thì cũng đồng quan điểm với lại của anh bên này ạ. Rồi, không hợp lệ. Công bằng đấy ạ. Công bằng, đúng không? Rồi, thế có nghĩa là số tiền này không hợp lệ, chúng tôi sung công quỹ. Rồi bây giờ trước hết tôi cảm ơn hai vị khán giả. Và bây giờ tôi xin cộng điểm của đội xanh. 50.000, 60.000, 70.000, 83.000. 83.000 là số tiền bán được của đội xanh. Và đội xanh của chúng ta vừa rồi giao hàng hay hơn đã được tổ trọng tài cộng thêm cho 20.000 nữa. Có nghĩa là đội xanh được 103.000. Tôi tuyên bố đội xanh thắng cuộc. Xin mời găng tay cao su hợp thành trao quà cho đội xanh đội thắng cuộc vừa rồi. Xin mời. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su hợp thành. Và bây giờ xin mời tổ trọng tài chọn cho tôi vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất. Thay mặt tổ trọng tài tôi xin chọn chị áo đỏ. Vâng, hôm nay thì bác gái đi chợ hay là bác gái đến đây thấy chương trình đến để ủng hộ cho hai đội? Tôi ở chợ Đại Từ ạ, bán hàng ở chợ Đại Từ ạ. Từ sáng ngày tiếp đón đoàn về tôi thấy rất là vui ạ. Thế hôm nay thì bác bán hàng ở trong chợ Đại Từ thì bác bán mặt hàng gì? Tôi bán cà phê sinh tố ạ, tất cả các anh em ra đây uống rồi ạ. Một lần nữa xin chúc mừng bác đã nhận được phần quà của chương trình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác đã chơi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn bột trộn sẵn Mít Cô Hương xưa. Mời Ngô Thị Quyên, ba số cuối là 322. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Hiền, ba số cuối là 879. Xin chúc mừng Trần Đình Chiến, ba số cuối là 090. Nguyễn Thị Hậu, ba số cuối là 466. Lần nữa xin cảm ơn bốn vị khán giả may mắn. Chúng tôi xin mời ban quản lý chợ lên sân khấu để chúng tôi có những lời cảm ơn và những phần quà để tặng cho ban quản lý chợ. Một lần nữa xin cảm ơn ban quản lý chợ và chính quyền địa phương nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi ghi hình thành công chương trình này. Và bây giờ chúng tôi xin tổng kết điểm của hai đội chơi qua 3 vòng thi vừa rồi. Vòng 1, đội xanh thắng cuộc được 100 điểm. Vòng 2, đội đỏ thắng cuộc được 150 điểm. Vòng 3, đội xanh thắng cuộc được 200 điểm. Vậy, đội xanh giành quán quân trong phần chơi ngày hôm nay. Chúc mừng đội đỏ. Găng tay cao su hợp thành sẽ lên tặng quà cho đội đỏ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su hợp thành đã tặng quà cho đội về nhì ngày hôm nay.
Và tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng Chu Lưỡi Minh Food. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng mì tươi Ron Ron. Xin cảm ơn nhãn hàng mì sợi Ron Ron đã tặng quà cho đội về nhì vừa rồi. Đúng rồi. Và chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rửa Việt sẽ lên tặng quà. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rửa Việt. Và tiếp theo chúng tôi xin mời lên sân khấu bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa đã trao quà cho đội quán quân vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8 được ghi hình tại chợ Đại Từ, Thái Nguyên. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp cùng với báo Thanh Niên thực hiện, phát sóng lúc 11:40 chủ nhật hàng tuần trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên, fanpage báo Thanh Niên và TikTok báo Thanh Niên. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Nhãn hàng Cholimix Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimix. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. Nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Các nhà tài trợ phụ đã đồng hành cùng chúng tôi, mì sợi thượng hạng Ron Ron và công ty găng tay cao su Hợp Thành. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.